Xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Real Life. Và ở tập trước thì mình đã dừng chân tại một ngôi làng nhỏ này. Và trong lúc đứng ở đây để chờ đợi nấu mấy cái hang gỗ ra này, mình có bị một vài cái con quái vật đánh á. Và sau khi đánh được thì mình nhặt được một ít cái cát linh hồn. Cái này thì từ từ mình sẽ sử dụng nó để làm những công việc khác nhá. Còn giờ thì mình sẽ tranh thủ vào trong nhà ngủ để sáng thức dậy mình còn tiến hành công việc chính trong ngày hôm nay của mình nữa. Và trong ngày hôm nay á, thì mình dự định sẽ bắt đầu đi mai để tìm thêm những loại khoáng sản ấy. Chứ bây giờ trong rương của mấy bác dân làng chỉ có đúng hai cái phôi vàng thôi à. Và với vàng này thì mình cũng có thể sử dụng vào mục đích đó chính là chế tạo ba lô. Nên tạm thời mình sẽ mang theo một vàng trước nè. Rồi mấy cái đồ ăn thì mình sẽ để nhà bớt đi. Mình sẽ lấy gỗ ở trong này và làm ra một ít cái cây đuốc trước khi đi đào mai nhá. Và cần thêm cái bật lửa nữa. Nhưng mà mình quên mất là phải có cái đồ bật lửa thì mới có thể kích hoạt. Mà đồ bật lửa thì cần phải có sắt. Giờ mình đâu có đào được sắt đâu. Rồi luôn, cái cây dao của mình nó cũng gãy mất tiêu rồi. Để mình tìm một cái hang đó mình đào mai coi. Và cạnh đây nó có một cái tòa tháp gì nè. Để mình qua đây kiểm tra coi nhá. Wow, tòa tháp này không biết có cái gì nữa. Mà tranh thủ uống nước đi. Làm gì thì làm. Ra ngoài sa mạc là phải uống đầy nước. Ui. Mấy cái cục bay bay mình đánh một phát là mình sẽ được đồ. Cho mình hạt giống bí ngô nè. Nhưng mà cần phải cấp độ trồng trọt 6 thì mới có thể sử dụng được. Trên này thì sao nè. Ui, ai thiết kế cái cầu thang này ác vậy ta. Bị vướng mất tiêu rồi. Ui, một ngôi làng. Cạnh đây có một ngôi làng luôn. Wow, xịn nha. Còn có cái vườn nữa nè. Ui, mấy bác dân làng. được á. Mình có thể sống gần mấy bác dân làng ở đây cũng tốt á. À, đằng kia có cái nhà cao cao kìa, để mình ghé qua coi. Nhà này nhà của ai mà có cây đuốc. Ui, có cây đuốc này là mình có thể đi mai được rồi nè. Tại vì cây đuốc được thắp sáng thì mình mới có thể dễ dàng quan sát được. Ui, con này cái gì đấy? Bộ giáp. Ui, mấy bác này chơi giấu đồ. Trời ơi. Ui, thôi xong rồi, mình lỡ đặt cây đuốc xuống rồi. Nhưng mà cái này cần phải nâng cấp độ phòng thủ lên cấp độ 4 thì mới có thể sử dụng được áo giáp các bạn ơi. Cũng hơi căng đó. Nhưng mà trước khi nâng cấp độ đó thì mình sẽ lấy hết bộ giáp này trước cái đã. Lấy hết luôn. Rồi sau đó trả lại cho mấy bác dân làng. Rồi, giờ thì mình sẽ đi ra ngoài và kiểm tra coi còn món đồ nào khác trong đây không. Trên đây có rương nè. Mà rương trống không à. Có len nữa chứ. Hướng này thì sao, hướng này thì không có gì hết. Ở đây có nhà bác nào đang nấu đồ nè. Ở đây có thêm cây đuốc nữa. Rồi, mình xin luôn. Để coi đường vào là chỗ nào nha. Mấy con này có quánh mình không? Hên quá, mấy con đó nó hiền khô hả, nó không có quánh mình. Ủa, đường vô đâu ta? À đây, đường vô ở đây nè, đường vô ở đây nè. Có thang nè, mình sẽ đào một ít thang của mấy bác dân làng á. Để mình nâng cái cấp độ đào bới của mình lên cái đã. Ui, ở ngoài sa mạc nó có một điều khá là lo lắng á, đó chính là cái nhiệt độ. Hiện tại người mình đang bốc quả kìa, đào mấy cái... À, mấy cái lò nung đúng rồi. Ở sa mạc nóng mà cộng thêm mấy cái lò nung nữa thì chịu sao mà nổi. Có sắt. Lỡ mết về luôn. Ui, may mắn thiệt á, gặp được đúng cái làng giàu có luôn. Có sẵn sắt cho mình nè. Giờ thì mình sẽ bắt đầu cho nó mát mát một xíu đi. Rồi mình sẽ lại đằng các bạn chế tạo trong này nè. Đó, để mình bắt đầu chế tạo một cái ba lô. Rồi sau đó mang đồ theo cho nó tiện hơn nha. Rồi, uống nước vô luôn. Và vô trong chế tạo một cái ba lô thôi nào. Nhưng mà mình cần phải có da bò nữa chứ. Để mình đi săn bò luôn cũng được. Trong lúc này thì mình sẽ lượn ngang coi. Nhà bác này thì có mấy cái kệ sách nè. Wow, kệ sách hả? Được á, mình sẽ lấy kệ sách về. Coi nào được bao nhiêu sách nha. 9-12 rồi, cái này chắc khoảng được 21 đó các bạn ơi. Đúng luôn, 21 cái kệ sách. Ủa, 21 cái quyển sách chứ. Và mấy cái... Ui, anh Golem đi ra. Chết anh Golem mất.
đi ra đi. Trời ơi, bảo vệ ngân hàng mà núp trong này thì chết rồi. Gỗ thì mình sẽ để dành trong đây đi. À, mầm cây cũng vậy nè, hạt giống luôn. Tại vì mình còn quay trở lại ngôi làng này dài dài mà, nên thoải mái mà gửi đồ ở đây. Cất luôn bộ giáp nè. Cắt không ta? Thôi mình mang đi, một xíu mình nâng cấp độ phòng thủ lên rồi mặc luôn. Còn thứ gì đặc biệt khác ở trong đây không? Vì là cái đây là chỗ bán gỗ của mấy bác dân làng đó. Ui, có thức ăn nè. Cái gì chứ thức ăn là mình lụm hết luôn á. Có len. Len mình chưa có đúng không? Mà không được, mình đập len của người ta kỳ lắm. Còn đây là nhà của bác nào nữa đây? Ở đây có mấy con maca nè các bạn ơi, thịt của maca rất là tốt luôn nha. Để khi nào mình đói quá thì mình sẽ xin ít thịt để có thêm vàng cũng như là sắt cho mình. Một ít táo ăn dằn bụng và giáp của mấy bé sói mình sẽ để ở đây đi, từ từ quay lại nhặt. Hướng bên này tiếp tục là một nhà của bác dân làng nữa. Mình may mắn thì có gặp được nguyên một ngôi làng khổng lồ luôn. Ở đây có thịt và bánh mì cho mình có thể ăn nè. Màu nóng quá à, tại ở đây sa mạc á. Ngâm nước một xíu coi. Còn đây là nhà của ai mà kỳ vậy ta? Ui, đằng kia có cái khinh khí cầu hay sao kìa. Ui, con này có cái cục gì nè. Wow, trong một cái cục đó mà rơi ra quá trời đồ luôn. Đặt một lớp gỗ đây coi. Ui, nhà này bỏ ngang à. Ui, hay là mình định cư ở đây ta? Được á nha, ở trên đây còn có cái gác nữa chứ. Nhưng mà có điều nó hơi nóng rồi. Ui, phía... À, nó giấu TNT kìa. Đúng không? Mình thấy... Ui, chơi kỳ nha. Xây nhà cho người ta mà còn giấu TNT nữa. Muốn nổ chết người ta. Ui, nguy hiểm, may mà mình để ý kỹ á nha. Nếu không thôi lại bùm một phát là chết luôn rồi. Cái rương này cũng rương trống à. Ok, xin luôn hai cái lò nung đi. Đó, mang theo. Còn cái nhà này từ từ mình sẽ suy nghĩ lại việc coi coi có nên định cư hay không. Giờ thì mình sẽ đi thêm một đoạn nữa để tìm cái chỗ đào mai cái đã. Và trung tâm ngôi làng thì mình vẫn chưa có bước vô. Ồ, đằng kia đúng là một cái khinh khí cầu rồi. Cho nó mát mát một xíu coi nào. Trong lúc chờ đợi cho nhiệt độ hạ xuống, mình sẽ ăn. Úi, mình còn no mà. Thôi, không ăn được thì uống nước nè. Rồi, đi vô trong cái nhà. Ui, rồng rây kìa. Ôi chết rồi, rồng rây mà phát hiện ở đây có một ngôi làng chắc là ở đây tiêu diệt luôn quá. Đừng nghe rồng rây. Thấy chưa vậy? Đừng có lại chỗ này nha. Chỗ này đang yên bình lắm luôn ý. Trong đây là thư viện. Ồ, mình nhập được thư viện rồi nè. Có sách nữa. Bảo vệ rồi economical. Cấp độ 4. Không biết dòng đó dùng để làm gì nữa. Rồi Project Protection nè. Rồi Versatility. Mình sẽ nhặt hết luôn đi. Và những cây sách này thì từ từ mình sẽ quay trở lại sau cũng được. Hướng này có cái bản đồ hay sao vậy? Ờ đúng rồi, cái bản đồ trống á. Cái này mình cũng có thể sử dụng nè. Đây mình sẽ bật cái bản đồ lên. Nó có được một phần của cái ngôi làng thôi hả? Để mình treo lên cho người ta luôn đi. Rồi, trên này thì sao? Trên này là cái đường để đi qua hướng khác. Có những cái quyển sách sải bước dưới nước nè. Chậm ẩm. Ui, quá trời đồ xịn luôn ý. Và có giấy. Đúng rồi, có giấy là mình có thể chế tạo được cái đồ lọc nước rồi đó. Để coi coi đây nè, công thức của đồ lọc nước nè. Nhưng mà mình hết than củi rồi. Một xíu chắc mình phải nung ra thêm than củi á. Rồi, vậy là tạm thời ổn rồi nha. Và bây giờ thì mình cần phải tìm thêm bò gấp mới được. Tại vì có bò thì mình mới có thể chế tạo được ba lô. Rồi mang được là nhiều đồ đi theo. Hướng này thì là nhà của bác họ rèn thôi. Ui, ở đây có con maca màu xanh nè. Và một cái waystone. Wow, mình... Ui, chết rồi, mình quên đặt tên rồi. Để coi coi. Mình đào cái waystone ra nha. Để mình đặt lại tên cho ngôi làng á. Cái này là làng sa mạc. Đó, mình sẽ đặt tên như vậy để cho dễ nhận biết. Và đây là cái waystone ở trước mình đặt nè các bạn ơi. Thỉnh thoảng thì mình cũng có thể trở lại khu vực đó để chơi á. Nhưng mà thôi, đi hỏng lại đó cũng được. Giờ thì mình sẽ lên trên nhà này coi. Cái nhà này có vẻ là cái nhà cao nhất của cái ngôi làng luôn ý. Trên đây cao có vẻ mát mẻ hơn nè. Hết nóng rồi. Và đây, ui dồi dồi, đừng vô. Ui, ngôi làng xịn thiệt sự luôn. Cái này là chưa có thu hoạch được. Còn đằng trên nữa à.
cái gương. À, đồ da. Đúng rồi, cấp độ đầu thì mình có thể sử dụng đồ da để phòng thủ đó. Rồi một cái nón nữa nè, một cái kiếm luôn. Nhưng mà phải nâng cấp độ attack lên mới sử dụng được. Không, tạm thời mình bước vô đây đi chứ đâu. Mang theo mà cũng đâu có dùng được đâu. Vãi chi trong làng mà có da bò ta là hết sảy luôn. Coi coi làng này có da bò không nha. Con này có lúa nè. Cũng là lúa, vậy là đây là nhà của bác nông dân rồi. Còn dưới thì sao? Còn dưới có lò nung. Vậy là hết rồi. Ok, giờ thì mình sẽ đi tìm một nơi nào đó để mình có thể ngủ qua đêm một cái nhá. Sẵn tiện xác định một cái hang luôn đi, để một tí mình còn đào mai. Cái này có mấy con quá. Mình nghe tiếng con gì đập cánh. À không, hydrophy, hết hồn. Tưởng đâu con gì không à. Đây phải cái hang không? Ủa đúng rồi, đây là một cái hang nè. Được, được, được. Giờ thì mình sẽ lội bộ về nhà, ngủ một giấc nè, cũng như là uống cho thật là đã khát đi. Rồi sáng thức dậy á, mình sẽ trở lại cái hang lúc nãy để mình có thể tiến hành đào mai nhá. Và ban đêm không biết nhiệt độ nó có giảm bớt xuống không nữa, để có gì mình còn tiến hành cái việc đào mai vào ban đêm cho nó an toàn. Rồi, con nước nè. Coi coi nhà nào có giường ta, để mình nhớ lại coi cái ha. Làng này bự lắm nên tìm giường cũng không có quá khó đâu. Trong đây có giường không? Cái này nhà kho chắc không có giường. Nhà này thì sao? Ừ, nhà này có nè, nhà này có nè. Ủa? Ui chết rồi, nhà này không có hả? Màn đêm xuống rồi đó. Ui, ở đây còn có cái chỗ cho mấy cái hiệp sĩ của ngôi làng nữa nè. Giường, 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 mình cần một cái giường để ngủ. Giường đâu? À đây, 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 giường đây. Mình có hai cây đuốc hả? Để mình cắm bớt một cây cho làng đi. Rồi, ngủ một giấc cho đã nè. Hên thiệt á. Rồi, mình đã ngủ qua đây. Vậy là điểm check point của mình đã dời qua đây rồi. Vậy là mình có thể thoải mái đi khám phá mà không sợ mất đồ nữa. Giờ thì mình sẽ đi trở lại cái hang hồi nãy. Nhưng mà cần phải uống cho đã khác trước cái đã. Ui, skeleton kìa. Đợi cho nó chết cháy đi các thằng ơi, chứ lại gần là nó bắn mình á. Rồi 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 rồi, nó chết cháy rồi. Coi coi nó rơi ra bao nhiêu xương. Ui đây còn nữa. À con này cầm kèn. Ê. Ê. Không được, không được, không được. Đi ra. Cầm kèn. Cầm kèn mà đòi. Cầm kèn mà đòi quýnh ai. Nó rơi ra cho mình một cây kèn nè. Rồi ổn áp, ổn áp. Giờ thì mình sẽ ăn vô một miếng. Rồi sau đó mình sẽ đi trở lại cái hang nhá. Sẵn đó mình tìm thêm bò luôn đi. Chứ giờ không có bò hơi khó chịu một tí. Ủa hình như hướng này là hướng của con rồng đúng không ta? Ủa đúng hướng này hướng của con rồng. Đừng qua đây, đừng qua đây. Qua đây rồng gặp mình phát ăn thịt mình luôn á. Chắc bây giờ mình sẽ viếng thăm mấy cái hiệp sĩ á, trong cái ngôi làng này một phát nha. Khu này không có đồ. Không có đồ thì thôi, mình sẽ ghé qua luôn. Và hướng này thì cũng chưa có bò nữa hả? Thường thường mấy chỗ Savannah như vậy á thì dễ gặp bò lắm luôn ý. Nhưng mà nãy giờ đi mình vẫn chưa có gặp con bò nào hết luôn. Thử đi một đoạn để xem sao. Tại vì sau khi mà mình có được ba lô á, mình sẽ cắt hết cái đống đồ hiện có trên người của mình nè. Lúc đó đi mai nó cũng sẽ tiện lợi hơn á. Ui ui ui, cẩn thận, cẩn thận. Rồi, bên đây là một cái nhà bỏ hoang nhưng mà hơi mục nát một tí. Và cạnh đó là một cái tòa tháp gì nữa kìa. Ui, núi nó cao chưa? Thỉnh thoảng vùng Savannah sẽ có những cái đồi cao cực như vậy á. Ở trên đó thì chắc nó cũng sẽ an toàn hơn dưới này. Tại vì dưới này nhiều quái thứ dữ lắm. Rồi, hướng này thì vẫn chưa có gặp được một cái con bò nào hết luôn. Ui, bò trong đây tuyệt chủng hết rồi sao? Không biết gì, đợt trước mình farm nhiều bò một xíu là được rồi. Giờ tìm một con bò ha, muốn chết luôn á. Ui, giờ lại gặp một cái nhà bỏ hoang nữa nè. Để coi coi nhà này có gì nào. Wow, nhà này bị lẹm hết một góc rồi. Chưa chưa, để mình lại mình uống nước cái đã. Giờ đang bị khát á, đi một hồi là nó sẽ bị hoa mắt cho coi. Rồi tranh thủ lại uống nước. Nó hoa mắt rồi. Uống nước nè. Rồi, đã khác rồi, đi tiếp thôi. Ở đây có hang luôn hả? Một xíu mình sẽ trở lại để đào. Còn giờ thì đi tìm bò gấp mới được. Bò ơi. Ôi xong rồi.
Hình như bò từ chỗ mới sao rồi đi, nãy giờ toàn gặp heo với cừu thôi. Hai bé bò cũng không được nữa, khổ ghê luôn á. Thôi là mình sẽ đi thêm một đoạn nữa coi coi có đủ may mắn để gặp con bò nào không nhá. Chứ giờ thấy hơi toan toan rồi đó. Tại vì Maka thì sẽ không có rơi ra da bò các bạn ơi. Khổ thiệt á. Đây có heo nữa nè, heo làm gì nhiều dữ không biết ra ta. Ui, một ngôi làng nữa. Wow, gặp thêm một ngôi làng nữa nè. Một cái tòa tháp nữa chứ. Ui, tòa tháp này nhìn đẹp vậy. Mình bắt đầu thích cái tòa tháp này rồi đó. Mình có thể trùng tu tòa tháp đó lại rồi sống ở trong đó luôn. Nhưng mà giờ thì uống nước trước. Không có đồ lọc nước á thì mình sẽ uống và rất là mau bị khát luôn. Nên cần phải tranh thủ chế tạo than gỗ á rồi đi làm đồ lọc nước thôi. Cái này là một cái tòa tháp đi lên. Có đuốc nè, mấy chỗ nào có đuốc còn sáng á thì mình sẽ tranh thủ mình lấy về. Để sau này chế tạo mình cái đuốc này thì phiền phức lắm. Đây nữa nè, lấy đuốc luôn. Rồi, ở nơi cao nhất cũng là nơi mình có thể quan sát ở xung quanh và mình phát hiện là đằng kia có một con rồng thì phải. Đó 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 đó, góc phải màn hình đó các bạn. Ui, mắt nó đang nhìn mình kìa. Mà chắc tại sao hóa nó không nhìn rõ nên nó chưa có quánh mình. Ây dù, ui té mà mất máu gì chưa kìa. Rồi, đáp xuống đây một cái và đi tìm bò tiếp thôi. Ui cái hình như bò tuyệt chủng thiệt rồi đó. Giờ thì mình đã được 7 level đúng không? Mình sẽ thử nâng cái mining này lên coi. Rồi, hiện tại là cấp độ 4 rồi nè. Là mình đã có thể đào được sắt rồi đó. Giờ thì trước khi đào sắt thì mình sẽ đào một ít than. Để một tí mình còn chế tạo thêm mấy cái đuốc nè. Nhưng mà đuốc chưa sáng nha. Chứ đuốc sáng thì mình cần phải có cái matchbox mới được. Đào một ít thôi nè. Rồi, đi tiếp. Vẫn chưa gặp bò nữa ta. Tìm bò khó quá à. Nhưng mà thôi kệ, gán lên. Vì mục tiêu là chế tạo một cái ba lô. À, bên đây mình phát hiện một cái ngôi nhà có phần mái hình như làm bằng mấy cái khối lưu ly thì phải á. Để mình thử đào ra coi. Đúng rồi, như đây là khối lưu ly nè. Đúng không? Ủa đúng luôn, khối ngọc lưu ly nè. Wow, nhà giàu vậy. Mình sẽ đặt ở đây đi. Được á nha, mình mới gặp một cái nhà cực kỳ tốt luôn. Mình có thể khai thác hết cái đống đó để đem về và chế tạo những cái món đồ liên quan về lưu ly. Hướng này thì vẫn chưa có cái gì hết nữa. Khi lên hoay thì lại trở về chỗ cũ rồi. Vẫn chưa có tìm được bé bò nào hết luôn. Chắc là bò tuyệt chủng tại khu vực này thiệt rồi đó các bạn ơi. Chứ bò làm gì mà khó tìm dữ vậy. Đằng kia hình như có nàng tiên bướm cầm, để mình lại đằng kia rồi hồi phục máu lại cái đã. Hồi nãy nhảy hơi cao á, thành ra nó bị chấn thương cái phần chân rồi nè. Rồi, lại nàng tiên bướm này để chữa trị thôi nào. Rồi, chữa trị. Lại đây nàng tiên bướm ơi. Đúng rồi, rung chuông cho lọc vào máu đi. Ui, cao vậy. Ui, như không chữa bệnh cho mình rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại cái chỗ ban đầu nhá, cũng là ngôi làng hồi nãy mình gặp luôn. Ôi, mình chỉ tiếc một điều á, là chỗ này không có bò thôi à. Mình đi đúng một vòng thì là sai như vậy rồi, mình vẫn chưa có gặp được nữa. Buồn ghê luôn á. Giờ thì lại trở lại ngôi làng rồi nè. Ôi chết, rồng đang bay trên bầu trời. Né rồng ra một tí. Ôi, nguy hiểm vậy ta. Hồi nãy mới gặp rồng bay, đó. Rồng kìa các bạn. Ui, rồng còn phun lửa xuống dưới nước nữa. Ủa, dưới sa mạc nữa chứ. Ở đây có gì đây? Ồ, đây là một cái hang. Ồ, được luôn. Mình có thể xuống đây để bắt đầu khai thác mỏ. Wow, có lý á nha. Ui, đang phun kìa, như con rồng phát hiện ngôi làng rồi. Nguy hiểm rồi. Mơn đừng tấn công mấy anh dân làng ở đây nha. Mà anh không có biết gì đâu á. Rồi mình sẽ không nhìn con rồng nó đâu, tránh trường hợp nó nhìn thấy mình. Rồi chạy đi thôi, để mình thử tiêu diệt một bé Maka. Coi bé Maka này có rơi ra cái da bò không nhá. Ủa, cái da thuộc á. Rồi, cho anh xem nha em ơi. Ê, cúp nó quánh quá mạnh cho lắm. Ui, Maka mà nó rơi ra da thuộc nè. Cứ tưởng là Maka sẽ rơi ra cái da Maka chứ. Rồi, có hai da thuộc luôn, không biết có đủ chế tạo chưa nữa. Để mình thử vô trong nhà và đặt công thức thôi.
Và kế tiếp á, mình cần phải chế tạo một cây kéo để mình có thể đi cắt lông cừu. Coi coi hồi nãy gặp cừu thì quên cắt lông. Ui, một cái ba lô thôi à mà ha, đài mình đi tùm lum hết trơn á. Rồi đi thêm một đoạn nữa nè. Giờ thì phải trở lại để tìm cừu rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ trở lại mấy chỗ của bé cừu á để mình cắt lông cừu nha các bạn. Cái gì vậy? Ui, hồi nãy giờ không quấn mình mà, mình mới đi ngang, mình đâu có cà khịa hay làm gì đâu. Chích mình phát mình đi luôn rồi. Ui, mấy em đó manh động vậy. Hồi nãy đi hướng nào? Hình như hướng này nè. Ui, chết rồi, mình gặp mấy bé đó manh động quá. Ui, xong, chích ngay đầu mình mới đau á chứ. Ui, bó tay luôn, không hiểu sao chết luôn á. Chưa đi tới chỗ mấy bé cường nó đã chết rồi. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại để nhặt lại đồ thôi. Mình chỉ tiếc cái số kinh nghiệm thôi ấy, đã farm đã khó rồi mà. Ui, đừng quýnh mà. Đâu có ai làm gì đâu. Ý, đâu có ai làm gì đâu mà. Trời ơi, ui xong mình rồi. Không biết mình hồi nãy mình đi mình có làm gì mấy bé đấy đâu ta. Mình không có cà khịa hay là đụng chạm bất kỳ ai trong cái đàn của bé đó luôn á. Mình chỉ đi ngang mình nhìn một phát thôi à. Hình như không cho nhìn luôn hay sao ý. Khó khăn vậy. Cái này có quánh không? Hình như nãy mình nhìn mấy bé này đâu có quánh đâu. Ồ, bé này thì hiền khô, mấy bé màu vàng hiền khô mà mấy tên màu đỏ đỏ á, hung cực kỳ luôn. Giờ không biết sao lượm đồ nữa. Đừng làm khó nhau vậy mà. Không thấy, không thấy. Thấy rồi. Thôi 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 thôi. Khó rồi. Muốn lấy đồ thôi à. Giờ mất hết là phải farm lại từ đầu á các bạn ơi. Làm liền một pha. Rồi, lại nhặt đồ. Đừng có thấy, đừng có thấy, đừng có thấy. Đừng có thấy gì hết, đừng có thấy gì hết. Rồi, 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 ổn áp, ổn áp. Chuẩn bị nè. Vừa thấy mấy tên đó chạy là mình chạy liền nha các bạn. Nhặt lại vàng nha. Đằng kia có một cái gì đó. Mình đang thắc mắc không biết đằng kia có cái gì nữa. Để mình thử là mình nhặt coi. Ui chết rồi, thấy rồi. Đừng 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 đừng. Cứu. Ở đằng kia là một cái hộp quà. Căng hẳn y ta. Chưa, để bây giờ mình vô trong á, mình ngủ một giấc cũng như là dọn dẹp đồ lại trước khi mình đi tìm mấy bé cừu để cắt lông nha các bạn. Thôi lần này sống sót trong đây hơi khó. Bị dí quá trời luôn. Rồi giờ thì tìm nhà và đi ngủ thôi nào. Mình đã ngủ một giấc cũng như là dọn dẹp lại đồ rồi. Và bây giờ mình sẽ thử trở lại chỗ hồi nãy một lần nữa để quyết tâm lấy cái hộp quà mới được. Biết đâu trong hộp quà đó lại chứa rất là nhiều đồ tốt cho mình thì sao. Phải làm liều thôi. Rồi giờ thì lại đằng đó và sẵn sàng chiến đấu rồi nào. Hồi nãy mình chỉ nhịn thôi á, chứ mình đã có vũ khí trên tay rồi nè. Mình sẽ bắt đầu phản công lại. Hơi đông á nha, hơi ngán ngán á nha. Đông quá ai quánh lại cho được. Trời ơi. Ở đây 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 đây. Đập ra nè, cho hạt vàng luôn. Chắc món đồ đó nó despawn rồi. Xong luôn. Ồ, mình chưa có cái mũ á, chích một phát là mình đi đứt luôn à. Trời ơi. Vậy là không ổn rồi các bạn ơi, tốc độ của mấy cái con đó nó nhanh cực kỳ luôn ấy. Mình chạy rồi mà vẫn không được, không chạy thoát được. Thôi, thôi 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 thôi, tốt nhất là ha, né thôi chứ giờ chiến đấu có vẻ không ổn rồi. Đợi đấy, mấy cái con này mình mà có áo giáp với vũ khí xong xuôi á, thế nào cũng quay lại báo thù vô coi. Trời ha, bán hành cho mình nãy giờ. Giờ không biết sao nhặt lại mớ đồ này nữa ta. À, mình có cách rồi, dụ nó các bạn ơi. Mình sẽ dụ cái đàn này đi xa xa một xíu. Ý, chết rồi, bị lâm chậm rồi, gãy chậm. Ôi xong rồi. cay thế nhờ.
Người được lắm đấy. Đợi ngày nào á mà mình có vũ khí áo giáp đàng hoàng, thế nào mình á cũng phanh thay mấy con này ra mấy con màu đỏ đỏ cam đỏ đỏ màu nâu nâu ấy. Cái tội dí mình, mấy cái bé màu vàng này thân thiện lắm luôn ý, không có đụng chạm gì mình hết luôn. Còn mấy con màu đỏ thì giống như là ăn cướp vậy, gặp mình là mổ lia lịa hả. À, đây con qua nè. Cái gì? The tidings I bring to me. Hấp quá má. Hấp quá má. Ây, ông, à. Tròn rồi, bị tròn rồi, ui. Rõ ràng là để hộp quà mà. Mình bị vũ rồi. Mình mới triệu hồi một con quái vật đến từ địa ngục hay sao ấy. Nó có lửa màu xanh lá cây kìa. Trời ơi, vật cũng phải vật cứ giữ thôi. Hình như nó chưa thấy mình. Rồi chạy thôi, đủ rồi. Kệ, không quan tâm nó nữa. Giờ thì đi tìm cừu và cắt lông để chế tạo ba lô thôi. Vì một cái ba lô mà bị ăn ngành từ nãy tới giờ luôn á. Rồi giờ mình sẽ trở lại cái chỗ có mấy bé cường nha các bạn. Trên đường đi á thì mình phát hiện ở đây có một cái nhà bé bé nè, và trong đây có cái rương. Ui, cho mình cái xô luôn. hết sảy. Ít sách lấy luôn nè. Đó, đồ free mà ngại gì không lấy. Rồi qua đây coi, hướng này còn có một cái nhà gì bé bé vậy ta. Ui, chạy, nó dí mình nữa kìa. Chạy thôi, con kia. Bị ăn hiếp rồi. Cái con kia ăn hiếp mình rồi. Chắc mình vứt đúng đồ nó luôn quá. Tại trong đó có da. Mình hơi tiếc da thôi. Chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một cây kéo trước đi. Rồi sau đó đi cắt lông cừu. Làm từng công đoạn thôi. Hình như trong làng cũng có lông cừu hay sao ấy. Không đi bông ba chỗ xa nữa. Vào cần phải nâng cái Gathering lên cấp độ 2 nữa. Trời à. Cái gì cũng chống đối mình hết trơn. Dạ, giờ không còn vũ khí gì luôn. Má, còn cái kèn nè. Đúng rồi, còn kèn. Mình sẽ đi săn thêm bò nè. Kết hợp với len nữa là đủ để chế tạo ba lô rồi. Giờ thì chuẩn bị thêm thức ăn để ăn dần bụng thôi là được. Đi xuống dưới và làm một cái ba lô thôi nào. Hôm nay quá trời ăn hành rồi. Ăn hành ngập mặt luôn á. Để mình thử sức mạnh của cái cây kèn này luôn coi. Tại vì mình chưa biết sức mạnh của cây này như thế nào nữa. Ở đây có một con màu đỏ kìa. Đó đó, mấy cái con màu đỏ là thế nào mình cũng sẽ trả thù hết. Rồi, giờ thì hy sinh một bé Maca ở đây. Ui. Ui, chết rồng thấy mình rồi. Ui, các bạn thấy gì chưa? Bắn một phát xong cái máy luôn. Trời ơi. Ôi không, mà không biết mình sống nổi không. Ui, thì kia cũng có con dung nữa. Hình như con dung đó đang định ăn thịt mấy bác dân làng hay sao ấy. Mình lại gần chắc nó ăn thịt mình luôn á. Mình tìm diện cái Maca này để lấy ít da bò thôi. Rồi sau đó mình sẽ đi xin len ở đây nhá. Tạm thời thì mình sẽ lấy ít len ở đây, rồi từ từ á mình sẽ chăn nuôi cừu rồi trả len lại. Chứ giờ mình không có điều kiện đi cắt len. Có kéo nhưng mà chưa có đủ cấp độ gathering á nên chưa có cắt được. 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái da bò chứ không phải là 7 len. Ôi khó vậy. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi săn Maca để chế tạo một cái ba lô nha các bạn. Mình nhớ nhầm công thức rồi. Toàn mất. Ui, sau khi mình tiêu diệt một bé Maca thì lại rơi ra cho mình thêm một ít cái món quà nữa nè. Để bây giờ mình tìm cái ruộng mình ra mình uống nước cái đã. Đâu rồi cái ruộng đâu rồi. Ui chết, mắt giờ mắt của mình bây giờ mờ quá. Ui, hết nước rồi. Cái ruộng, tôi cần cái ruộng. Ây da, ui. Khát nước,
Ui cái ruộng này không có nước. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Rồi giờ. Ui giờ mắt mình mờ quá. Nước 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 nước. Ây da, thấy nước rồi, thấy nước rồi. Ủa cái này không phải nước. Ở đây, đây, đây. Rồi luôn. Ôi khắc nghiệt quá. mình cảm giác ở gần làng á sẽ khắc nghiệt hơn rất là nhiều luôn ấy, thiếu thốn tùm lum hết trơn. Các bạn còn bị quái tấn công nữa chứ. Ôi đây nè, có món quà nữa nè. Mở nó và bạn thấy được những thứ bên trong. Nó giống như là một cái mình nghĩ cái này nó sẽ troll mình giống như hồi nãy nữa. Mà phải thử mới biết được. Rồi giờ thì ra ngoài này thử thêm một lần nữa nha. Hy vọng đừng triệu hồi quái vật đến từ địa ngục như hồi nãy là chết mình nữa. Trên kia còn con kìa. Oh, well that's boring. Cái này cho một cho mình một cái pick K-pop. Rồi thêm một cái nữa. Ui. Do you like present? Thôi. I do. Đây mình không biết là có nên rời khỏi ngôi làng này ngay và lập tức không nữa. Biết gì là an phận thủ thường ở lần cái chỗ âm tồi tàn hồi nãy là vừa rồi. Mê là ngôi làng chi không biết nữa. Giờ tùm lum chuyện xảy ra luôn ý. Ui nó đứng chần chần ở đó, sao mình lấy đồ đây. Ui chịu luôn, ngôi làng này có vẻ không được may mắn cho mình rồi. Ok, chắc giờ mình sẽ ngủ một đêm tại ngôi làng này và cũng là đêm cuối luôn. Rồi sau đó mình sẽ rời xa ngôi làng này càng nhanh càng tốt, chứ ở đây mình không có sống nổi đâu á. Rồi ngủ một giấc rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ tìm đường để trở về cái ngôi nhà bé nhỏ cạnh mấy bác dân làng thân yêu thôi. Ngôi làng này nguy hiểm quá. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã trắng tay sau khi tìm đến cái ngôi làng này. Và mình sẽ cố gắng tìm lại những thứ cần thiết cũng như là bắt đầu một chuyến đi mai ở thời gian sắp tới nha. Chứ hôm nay mình bị ăn hành ngập mặt rồi, không có đủ cái thời gian để đi mai luôn ý. Rồi và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye, đi bán hành thôi. Nhiều hành quá rồi.